Xin được mến chào mọi người quay trở lại với kênh của Nhím Tarot. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đo năng lượng của những cái loại đá mà ở bên Nhím có. Chúng ta sẽ cùng xem năng lượng của loại đá nào là mạnh nhất nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với năng lượng của đá Aquamarine. Dòng đá này thì phù hợp cho mệnh Kim và mệnh Thủy, mệnh Mộc. Ở chúng ta có thể thấy là đá đang dao động ở mức độ 300 hơn 300. Vậy mức độ 300 đến 400 là có nguồn năng lượng cực tốt nha. Và tác dụng của đá thiên về đó là làm dịu cơ thể của mình được khỏe mạnh hơn và có giấc ngủ ngon hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đá thạch anh hồng. Thạch anh hồng này là 10 ly ha. 10 ly thì thường thì thạch anh hồng sẽ kích cái phần tình duyên, cảm xúc của mọi người, hóa giải cái sự xung khắc cũng như là làm cho mọi người được cảm mến nhiều hơn ấy. Em đang cố tình cho con lắc dao động xuống 100 nhé. Xem có sự thay đổi không nha. Ồ, chuyển, mọi người thấy chuyển tới mức độ 200 tới 300 liền luôn không ạ? Đó, mức độ 200 tới 300 ha. Rồi chúng ta đến với dòng đá tiếp theo. À, đây là một mẫu lưu mà em kết hợp với là vòng tay. Và lưu thạch anh tím nha, tím nhạt, phụ trợ cho những người nào muốn phát triển về mặt tâm linh nè. Để mọi người, những người mà có trực giác tốt, mọi người muốn tu tập á. Và đeo thạch anh tím này thì mọi người thấy rõ ràng không ạ? Nó quay về rất là nhanh, về mức độ 300-400, tức là cái nguồn năng lượng khá là mạnh luôn nha. Và phù hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ nha. Và tất cả các mệnh nếu như mà mọi người muốn phát triển tâm linh. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đá ngọc bích nha. Em đang xoay cho nó ở mức độ 200-300 nha. Em đang cố tình xoay cho nó ở mức độ 200-300 ạ. Xem có sự thay đổi không? Mọi người thấy không? Nó đang chênh lệch về mức độ 100-200. Nó đang bị chênh lệch đi xuống đúng không mọi người? 100-200 là mức độ tốt. Nhưng mà em không xài đá này. Em không xài đá này cho mọi người. Bởi vì em cảm nhận đá này là đá giả. Nguồn năng lượng của nó rất là thấp. Và đá là đá bột. Em đã thử. Em đã thử cảm nhận năng lượng rồi. Và đá này là đá bột nhá. Em sẽ không sử dụng cho mọi người đá này. Rồi đây là lưu mắt hổ. Mắt hổ này, em nghĩ là mắt hổ này mạnh. Em đang cố tình cho nó quay ở mức độ 0-100 nha. Đang cố tình cho nó quay ở mức độ 0-100 ha. Xem có cái sự di chuyển nào không. Mọi người để ý không ạ? Nó đang quay lên 100-200 rồi ha. Để xem còn có sự thay đổi nào nữa không. Rất là nhanh luôn mọi người. Rất là nhanh luôn ha. Con lắc của em di chuyển khá là đều, chứ nó không có bị giật. Có nghĩa là cái tay em không có tác động tới cảm thụ năng lượng của đá. Và con lắc tự động xoay ha. Đang ở mức độ 200-300 để xem. Rồi đang qua 300-400 đó mọi người. Mọi người thấy không ạ? Để ý thấy không ạ? Rất là mạnh. Rất là nhanh qua mức độ từ 300-400 ha. Có nghĩa là cái dòng lưu này năng lượng rất là mạnh. Và thiên về đó là trừ tà. Trừ tà và giúp mọi người có giấc ngủ ngon ha. Rồi chúng ta đến với mắt mèo này. Đá mắt mèo này, dòng này là dòng 8 ly ha. Dòng 8 ly. Mắt hổ nâu đỏ là thiên về mệnh mệnh kim và mệnh thổ nha mọi người. Chúng ta sẽ đến với đá mắt mèo 8 ly nhé. Đang quay ở 200-300. Là nguồn năng lượng khá là tốt, rất là tốt. Em dịch chuyển cho nó xuống mức độ thấp hơn để xem có sự thay đổi nào không ha. Nó vẫn quay lên nhé mọi người. Vẫn quay lên ở mức độ 200-300. Rồi kết thúc nha. Rồi chúng ta bước qua dòng đá tiếp theo. Đá này thạch anh tóc mọi người ạ. Thạch anh full tóc luôn ấy. Em xem nhé, em đang quay vòng vòng xem nè. Và sau một lát nữa coi nó chỉ điểm ở đâu nha. Em đang dùng con lắc cảm xạ. Mất cũng khá thời gian nha. Bởi vì em quay khá là nhiều vòng. Di chuyển ở 100-200 nè. Xem coi còn lên nữa không ha. Cái này là full tóc rồi, nhiều tóc luôn. Mọi người nhìn không có ra nó là có tóc luôn á. Phải soi đèn cơ, lên 200-300 rồi nha. Này giống như chơi lô tô xổ số mọi người hả. Ồ, rất là nhanh luôn á. Rất là nhanh luôn. Đang di chuyển về 300-400. Tức là cái nơi mà có nguồn năng lượng rất là tốt. Cực tốt luôn ha. Cực tốt luôn, đỉnh điểm luôn. Và nó đang ở, wow. Nó maximum luôn mọi người. Còn đây là thạch anh tóc nha. Thạch anh tóc vàng trong. Còn ban nãy là thạch anh tóc đen mà đục.
Xem cái nguồn năng lượng của viên này nó có bằng cái năng lượng của tóc đen full đó không ha. Cái này em đã dùng rồi. Dùng rồi thì lúc nào là năng lượng cũng tụt xuống một chút xíu hết á. Không biết rồi nó sẽ thấp hay là nó vẫn bình thường ha. 200 tới 300. Đây là thạch anh tóc vàng phù hợp với mệnh kim, mệnh thổ nha. Và mệnh thổ đang thạch anh tóc vàng thì đa phần là phụ trợ cho mọi người về mặt kinh tế, tài chính, công việc, hanh thông. Và chúng ta thấy là dao động ở mức độ hơn 300. Hơn 300 nha, năng lượng tóc vàng là hơn 300. Rồi chúng ta đến với đá gì đây. Đá này hình như cũng đá bột đó mọi người ạ. Đá này cũng đá bột này. Xem năng lượng thế nào nha. Tại vì em nhìn em không có, em không cảm thụ được năng lượng của viên đá này. Em xem nha, xem năng lượng là bao nhiêu nha. Khi mà em soi kính á, thì em nghĩ đá này là đá giả thôi. Xem nào, năng lượng của nó đang ở mức độ trên 100. Wow, nó tuột xuống rồi mọi người. Nó tuột xuống không đến 100 rồi. Tức là nguồn năng lượng yếu chính xác luôn. Đá này là đá giả ha. Đá giả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới vụn. Vụn này thì vụn này thì bán tràn lan rất là nhiều. Vụn này vụn của Trung Quốc. Em nắm em không thấy năng lượng. Mọi người hay bị lừa về cái đá này ở mức độ không tới 100 luôn nha. Đá giả luôn rồi đấy. Rồi chúng ta đến với cái này kêu bằng gì quên mất tiêu rồi. Mầm hay là tinh thể ha. Em cố tình cho ở mức độ không tới 100 nè, để xem có quay hay không. Lên 100-200 rồi ha. Cái đá này thì đang còn tạp chất cho nên năng lượng nó cũng không có cao bằng những cái viên ban nãy đâu. 200-300 rồi, xem còn hơn được hay không nhé. Này là chủ yếu là để thanh tẩy bài nè, thanh tẩy cơ thể nè, để thanh tẩy phòng nè, hóa giải xung khắc, hóa giải hướng nhà xấu ha. Đêm mộng mị bóng đè vân vân. Rồi đây là dòng sỏi, sỏi thạch anh tím để trưng phòng, đa phần là trấn tà trừ tà nhé. Bên em thì sẽ có sỏi ngũ sắc, tức là 4 đến 5 màu luôn, bao gồm tất cả các dòng thạch anh, có mã não nữa. Để mọi người sẽ kêu theo kiểu đó là cân bằng cái nguồn năng lượng ở trong phòng, nó tăng dương khí lên ở mức độ 200 và 300 rồi nhé. 200 và 300, xem có lên miếng nào hay không nè. Wow, ok, rồi lên 300-400 rồi mọi người ạ. Rồi chúng ta đến với vòng mắt hổ kết hợp với mắt mèo nhé. Em đang xoay vòng xe để tự cái con lắc nó cảm thụ được cái nguồn năng lượng ở mức độ nào. 100-200, ở mức độ trên 200. Đây là thuộc cho mệnh kim, mệnh thổ và mệnh thủy nhé. Nhưng mà không phải năm nào cũng là cái màu này đâu ạ. Phải xem ngày tháng nữa. Đang dao động ở 300-400 nhé mọi người. Dao động ở 300-400. Mắt hổ thì 8 ly và mắt mèo là 10 ly ha. Rồi, ở gần maximum luôn ha.